sức bật mới của thị trường bất động sản Đà Nẵng. Đà Nẵng có đầy đủ tiền đề xây dựng thành phố đáng sống, trở thành hình mẫu phát triển đô thị ven biển, ven sông, theo các chuyên gia. Tại hội thảo phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống diễn ra ngày 27 tháng 6, các chuyên gia kinh tế, bất động sản và đại diện doanh nghiệp đã hiến nhiều giải pháp đưa Đà Nẵng phát triển theo kịp xu hướng của các đô thị đáng sống trong khu vực và thế giới. Định vị hình mẫu thành phố đáng sống, theo tiến sĩ Võ Trí Thành viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh xu thế đô thị hóa là một trong những khía cạnh đo lường chuẩn mực đáng sống các tiêu chí cần đảm bảo là yếu tố xanh bền vững thông minh và an toàn ngoài ra mọi dịch vụ cung cấp phải là hệ sinh thái tốt gồm y tế giáo dục dịch vụ công gồm cả dịch vụ tiện ích được tư nhân cung cấp từ đó đô thị hóa mới tạo dựng được vốn xã hội thúc đẩy đầu tư kinh doanh hàng hóa tiêu dùng sản xuất hàng hóa dịch vụ tốt nhất những tiêu chí mà chuyên gia đề cập đã sớm xuất hiện như thước đo tiêu chuẩn thành phố đáng sống trên thế giới. Ví dụ như bảng xếp hạng 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022 vừa được tạp chí Economist công bố mới đây đã gọi tên các thành phố như VN, Áo, Copenhagen, Đan Mạch, Zurich, Thụy Sĩ, Melbourne, Australia, Osaka, Nhật Bản. Những điểm đến này đã được cả thế giới công nhận về chất lượng cuộc sống, thật khó để đặt đà Nẵng lên bàn cân so sánh với các thành phố danh tiếng nói trên nhưng nhìn vào những tiêu chí đánh giá của tạp chí Economist như chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận không gian xanh, thành phố cần có những chăn trở và định hướng chiến lược bài bản để hướng tới mục tiêu thành phố đáng sống. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chia sẻ, theo ông Minh, với địa hình vừa có núi, có sông, có biển, Đà Nẵng không chỉ sở hữu tiềm năng to lớn về du lịch mà còn hội tụ nhiều lợi thế để phát triển các khu đô thị đẳng cấp, tiện ích cảnh quan đặc sắc đây cũng là yếu tố để tạo sức bật mới cho hạ tầng đô thị phát huy lợi thế thành phố bên sông đà nẵng hoàn toàn có thể trở thành thành phố đáng sống của khu vực và thế giới điều này phụ thuộc trước hết vào việc xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng du lịch và hạ tầng đô thị xứng tầm có thể nói đây vừa là cơ hội vừa là thách thức lãnh đạo thành phố đà nẵng nhận định ngoài ra chuyên gia kinh tế võ trí thành bổ sung thêm một khía cạnh hình thành khu đô thị đáng sống là chạm tới nhu cầu của tầng lớp trí thức người giàu người thành đạt trở thành nơi thu hút những người đẳng cấp, nhân sự chất lượng cao, thậm chí giới siêu giàu đến sống, làm việc vì họ là những người tiên phong, bám theo xu thế, có những đòi hỏi cao. Ông Thành cho biết, lực đẩy mới cho bất động sản Đà Nẵng. Tại tọa đàm, các chuyên gia đều cho rằng việc xây dựng thành phố đáng sống để thu hút nhân sự chất lượng cao nên bắt đầu từ những khu đô thị đáng sống. Bởi thành phố đáng sống phải phát triển không gian sống hạnh phúc, đầy đủ tiện ích thu hút cư dân đến an cư, cống hiến và hưởng thụ. Ông Trần Ngọc Chính Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nhận định thành phố đáng sống phải đạt yêu cầu về chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người từ trẻ con đến người lớn tuổi. Một tham chiếu cơ bản là các thành phố đáng sống trên thế giới có rất nhiều công viên, thậm chí bến du thuyền. Gần như thành phố Đà Nẵng chưa có công viên đúng nghĩa bởi những địa điểm hiện nay là chỗ vui chơi cho trẻ con và thiếu nhiều mảng xanh. Một ví dụ như New York, một thành phố rất đặc biệt của Mỹ, đất ở đó là đất vàng, vậy mà người ta dành cả một khu đất hàng trăm hecta để làm công viên. Ông chính cho biết các chuyên gia nhận định lực đẩy này thôi thúc thị trường địa ốc Đà Nẵng phát triển thêm sản phẩm mới là các đô thị hoàn chỉnh, đầy đủ tiện ích, có hệ thống công viên đa dạng. Bà Đặng Phương Hằng, Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam nhận định trong 10 năm qua thị trường Đà Nẵng chủ yếu đầu tư bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Giờ đây thành phố cần có cả đô thị mới cho cả người nhiều tiền và ít tiền. Để đạt mục tiêu trên cần các chính sách rõ ràng và tạo điều kiện cho giới đầu tư. Khi bất động sản phát triển tốt, hình thành những khu đô thị văn minh, thì người dân từ nhiều khu vực khác kể cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến Đà Nẵng sinh sống nhiều hơn, bà Hằng cho hay. Theo các diễn giả, địa thế tốt nhất để xây dựng các khu đô thị mới chính là nương theo các dòng sông, phát huy thế mạnh hệ thống sông ngòi chảy bao quanh thành phố Đà Nẵng. Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, tổng giám đốc Sun Property cho biết, đơn vị này đang chung tay cùng Đà Nẵng xây dựng các khu đô thị ven sông đầy đủ tiện ích. Theo bà Linh, chất lượng sống tại khu đô thị ven sông cần đảm bảo bao quát hết các tiêu chí: an toàn, cá nhân hóa, đầy đủ tiện ích cây xanh hạ tầng giao thông và hình thành một cộng đồng cư dân văn minh đẳng cấp sun property sẽ xây dựng những khu đô thị ven sông kỳ vọng tạo sức bật mới cho khu vực đông nam thành phố theo xu hướng phát triển sẽ có những thành phố mới trung tâm mới hình thành ngay trong thành phố lớn hiện hữu đại diện sun property cho hay đơn vị này cũng đang đẩy mạnh đầu tư những khu đô thị quy mô đầy đủ tiện ích như khu thương mại dịch vụ nhà hàng bể bơi vô cực đến du thuyền đặc biệt là công viên Hai Nạp Bắc rộng 50 hectare ven sông Cổ Cò dự kiến là công viên lớn nhất miền Trung, với kỳ vọng tạo nên điểm nhấn mới, góp phần thúc đẩy hành trình phát triển, hội nhập, vươn tới vị thế thành phố đáng sống tầm cỡ quốc tế của Đà Nẵng. Những chuẩn mực, giá trị định hình chân dung Đà Nẵng đáng sống đang dần được hoàn chỉnh bởi những nhà đầu tư đẳng cấp, sao cho đủ sức hấp dẫn những người tài, người giàu, hay lực lượng đặc biệt nhất trong xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng viện kinh tế Việt Nam khẳng định tại hội thảo đó cũng chính là động lực để đà nẵng khẳng định vị thế tiên phong đầu tàu kinh tế miền trung theo chuyên gia